Rồi, ở trong video này của chúng ta thì uh, như mọi người đã thấy thì đây cũng chính là video cuối cùng của chúng ta ở trong cái khóa nấc này của chúng ta uh, cho đến cái thời điểm hiện tại. Uh, đồng nghĩa với việc tức có nghĩa là với cái 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 những cái lượng kiến thức của chúng ta tới về cái video này là chúng ta đã hoàn toàn thể làm chủ được cái thằng nấc GS rồi mọi người ạ. Nếu mọi người để ý thì uh, qua 49 video ấy thì chúng ta đã đi qua được gần như là tất cả những cái phần mà thằng nấc nó có để cho mọi người có thể làm việc được, được Đấy chưa? Đấy, cùng với cái phần kiến thức ở trong phần Vue.js mà mọi người có sẵn nữa hoặc là mọi người có thể học thông qua cái kênh của bọn mình Đấy, thì nó cũng sẽ giúp mọi người đó là làm việc với thằng nấc js mà không có một cái lo lắng nào cả, được chưa? Mọi người đã học được những cái setup này, uh, những cái thiết lập uh, uh, liên quan đến nấc này, rồi làm việc rồi gọi file, sau đó là Gen nó ra điểm mạnh như nào Nước ZS thì có thêm những cái gì để hỗ trợ cho Vue Trong cái quá trình server-side rendering đúng không Sau đó thì cái phần về Authenticate Là một trong những phần khó chịu nhất ở Trong cái phần nước ZS Thì mình cũng đã cùng mọi người đi qua rồi đúng nhỉ Thì mình nghĩ là kể cả dự án sau này nó có là gì chăng nữa Thì nó cũng đều trải qua bốn cái uh, Chính đấy là uh, tạo, sửa, xóa Rồi uh, lấy danh sách ra đúng không và cùng lắm thì có thêm lần Authen như chúng ta đã làm rồi Và những công việc đấy chúng ta đã đều làm hết rồi, đúng không? Thế vậy thì uh, tiêu đề video là What's Next? Tức nghĩa là chúng ta sẽ làm công việc gì uh, khi mà chúng ta học xong cái khóa này rồi Thì mình nghĩ là cái đầu tiên là mọi người uh, có thể để là mọi người sẽ cải thiện cái ứng dụng này của chúng ta lên, đúng không? Bởi vì như mình đã nói, đấy là Uh, mình sẽ hướng dẫn mọi người làm về dex đúng không? Nhưng mà trong cái dex nó sẽ có rất là nhiều những cái các thì chúng ta vẫn chưa làm đúng không? Đấy thì chúng ta sẽ cần phải làm thêm đúng không nhỉ? Thì mọi hoàn toàn để nâng cấp cái 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 cái, cái uh, đây mình sẽ đăng nhập lại. Đấy thì công việc chúng ta giờ là chúng ta sẽ làm việc thêm sửa xóa với cái thằng các này đúng không? Nó cũng rất là đơn giản đúng không nhỉ? Khi mà chúng ta đã nắm được cái logic rồi À, thêm sửa xóa xem danh sách đúng không sau đó thì profile có thể là có thể là lấy ra cái thông tin hoặc là email chẳng hạn này đúng không là luyện tập thêm những cái đấy hiểu không hay là setting thì có thể là cho cái các đấy có thể ẩn hiện hay là tạm thời thì cái, cái cái deck nào được mất đi chẳng hạn đúng không thì những cái đấy cũng có thể là uh, làm để bổ sung thêm đúng không còn thắng author thì mọi người thì hoàn toàn đi bổ sung thêm các cái phương thức khác nhá bằng cách là đọc đốc đúng không chúng ta có rất nhiều phương thức mọi người nên làm Đấy ví dụ như google này facebook này thậm chí như là Twitter, GitHub nói chung là những cái phổ biến và gần đây nhất thì mình thấy là có nhiều dự án đã, đã đã, yêu cầu hơn về Apple rồi thì chúng ta cũng luyện tập thêm đúng không? Nói chung là ý thứ hai của mình đó là mọi người sẽ luyện tập thêm về Authenticate được Với những cái mà nó có ở đây được chưa? Để xem là liệu thì email password nó có như này thì không biết những thằng khác thì nó có khác không nhỉ? Nhá. Thì đó là cái thứ hai được chưa? Thì sau khi mà như xong rồi Mọi người cảm thấy mà nó vẫn chưa chắc chắn nữa Thì mọi người có thể là quay lại về cái guys Của cái thằng Nux này nhá à, Thì nếu mọi người để ý thì nó không thiếu phần nào đâu Nhưng mà mọi người cứ xem đi Xem bởi vì sao Xem để mọi người có thể nhớ được nó ở đâu Đôi khi sau này mọi người xem video nó có thể quên nhưng mà nếu mọi người xem trên này thì nó nhớ lại Sau đó là nhìn lại nội dung này Sau đó lại nhớ lại thêm video nữa Đấy, Thì nó sẽ dễ làm hơn cho mọi người Nhá thì đấy cũng là một cái ý thứ ba mình muốn để mọi người nên làm việc tiếp theo để là đọc lại cái docs cho mình đúng nha đọc một cách cẩn thận bởi vì sao bởi vì có thể là do mình soạn lên nhưng mà có thể mình soạn thiếu hay sao đúng không? đôi khi chứ làm sao mà có thể là đầy đủ hết được đúng nha thì đấy là cái thứ ba được cho cái thứ tư đấy mọi người phải trau dồi thêm nhiều kiến thức thuộc cái thằng docs này thì có rất nhiều cách mọi người và cái cách mà mình thấy là mọi người nên làm đầu tiên Đấy là mọi người nên theo dõi những cái bài viết ở trên blog của chính nước GS luôn Ở đây có rất nhiều bài nhé Và mình thấy là, là 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 là, nó đều rất là hữu dụng mọi người Tức nghĩa là đây là đội ngũ của 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 nước GS. người ta viết Nên cái việc của việc chính xác và nên làm thì, thì thì, thì thì ở trong bài viết này nó đều nó, nó đều có cả đấy. nên là mọi người cái thứ tư mà có thể làm thì đấy là đối với cái cái này được chưa đấy. rồi còn cái thứ năm cũng là cái cuối cùng ở trong cái việc của snack này với thằng nước js đấy là với việc đó là theo dõi thường xuyên về cái trên lốc của thằng nước js được chưa nào bởi vì sao bởi vì là có nhiều khi ấy, nhiều khi chúng ta làm và chúng ta quen cái việc là chúng ta sử dụng những hình thức này rồi nhưng mà chúng ta không hề biết là cái hình thức mà chúng ta đang sử dụng này sắp tới nó sẽ bị loại bỏ và nếu, và cái 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 cách nào để chúng ta có thể là tránh cái trường hợp đấy đấy là chúng ta theo theo dõi thường xuyên các cái trên lốc mà trên GitHub người ta cung cấp đúng không nhỉ? mình đánh giá cao với việc trên lốc của GitHub bởi vì sao nó liệt kê rất là rõ ràng bất là cái gì đã được fix chưa ai là người fix fix ở đâu đấy mà hoàn toàn để xem được mọi thứ đây đấy. được chưa nào thì có thể xem những cái như này và ví dụ như là sắp tới nó có cái gì thì nó cũng sẽ đều hết có hết ở đây để chỉ nào nên là có gì thì mọi người có thể làm năm cái điều này để chỉ nào rồi thì mọi sẽ thấy là ở đầu video mình có nhấn mạnh để là đây là video kết thúc cuối cùng ở tại cái thời điểm này tức nghĩa là nếu nước GS hỗ trợ view 3 thì cái khóa này của mình mình sẽ bổ sung thêm những cái phần kiến thức mà thằng nước hỗ trợ cho view 3 thì tất nhiên khi mà thằng view 3 nó, nó 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 ra mắt thì nó có thêm những điểm mới và chắc chắn nó cũng sẽ phải thêm những điểm mới để hỗ trợ cho view 3 tốt hơn nữa đúng không thì lúc đấy mình sẽ bổ sung thêm các cái video để làm sao đấy nó nó nó, nó biến cái khóa học này trở thành một cái nơi để mọi người có thể là vào uh, xem nó phần kiến thức của thằng nước gs nó một cách đầy đủ nhất đúng nhỉ và làm sao đấy để, để nó chuẩn chỉ nhất Thì thôi nhá rồi thế thôi Ờ uh hẹn mọi người ở những mọi người ở những cái video ở tương lai của cái khóa này. Bye bye mọi người. See you again.